Đặng Thanh Ngân đã vượt qua những chỉ trích, tự tin thể hiện bản thân, hoàn thiện các kỹ năng để chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế. Đặng Thanh Ngân đoạt danh hiệu Á hậu 4 Hoa hậu siêu quốc gia. Đây là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên được tổ chức lần đầu vào năm 2009 tại Ba Lan. Hoa hậu siêu quốc gia được đánh giá là một trong 6 đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh. Đặng Thanh Ngân quê ở Sóc Trăng, cô cao 1m75, từng đăng quang Hoa khôi sinh viên thanh lịch thành phố Cần Thơ, là Á hậu 2 Hoa hậu đại dương Việt Nam năm 2017. Đặng Thanh Ngân sang Ba Lan thi Hoa hậu siêu quốc gia từ cuối tháng 6. Cô đã tập luyện cực lực, ăn uống rất nghiêm ngặt, học catwalk cùng người mẫu Lê Thu Trang và trau dồi ngoại ngữ một cách chăm chỉ. Thanh Ngân nhấn mạnh, tinh thần quyết tâm cao chính là lợi thế. Tuy nhiên, suốt 19 ngày thi, người đẹp phải đối mặt với hàng loạt tranh cãi. Cô bị chê khả năng nói tiếng Anh, lẫn sắc vóc và kỹ năng. Cô gái sinh năm 1999 trở thành nạn nhân bị bắt nạt trên mạng vì khán giả cho rằng cô không có năng lực, thậm chí là bỏ tiền mua suất để đi thi. Cận chung kết, nhiều người còn vào trang cá nhân bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, body shaming và tấn công bằng những bình luận châm chọc mỉa mai. Đặng Thanh Ngân buồn, song khẳng định, dù chỉ một người cổ vũ thì cô cũng sẽ thi đấu hết mình. Thanh Ngân tuyên bố không chinh chiến cho cá nhân mà hãnh diện vì mình là người Việt Nam giữa bạn bè quốc tế và thi đấu vì màu cờ sắc áo. Người đẹp vào top 24 nhờ thắng phần thi phụ là người đẹp truyền thông. Tự tin, tràn đầy năng lượng và luôn rạng rỡ, Đặng Thanh Ngân từng bước chinh phục giám khảo và khán giả qua các màn đồng diễn, trình diễn trang phục dân tộc, áo tắm, vé dạ hội. Ở phần thi ứng xử, cô nhận được câu hỏi có nội dung: điều gì tạo nên một đại sứ thương hiệu tốt cho tổ chức Hoa hậu siêu quốc gia? Cô trả lời: hôm nay tôi đứng ở đây sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm của Hoa hậu siêu quốc gia tiếp theo bằng việc cống hiến cho cộng đồng và trở thành hình mẫu của một phụ nữ truyền cảm hứng, không chỉ ở đất nước của tôi mà còn trên khắp thế giới.